Xin chào quý khán giả của kênh VMT27. Bây giờ thì xã hội phát triển, đời sống kinh tế phát triển và mọi thứ mua sắm nó cũng dễ dàng hơn, nên chúng ta cũng có nhiều sự lựa chọn trong ăn uống. Đối với cái khoai ấy, thì giờ mọi người cũng hay lựa chọn những cái loại khoai mật, khoai lang nhiều hơn, còn ít người còn sử dụng hay là dùng tới loại khoai tây. Trước đây thì khoai tây là một cái loại thực phẩm hoặc là cái loại củ mà rất nhiều được sử dụng và được ưa chuộng, đặc biệt là trong cái thời điểm mà kinh tế nó còn khó khăn như gia đình mình ngày xưa ấy, những năm 90, những năm đầu những năm 2000 ấy, để có được củ khoai tây để ăn đã là tốt lắm rồi. Thì hôm nay vô tình mình thấy nhà mình đấy có một cái túi khoai tây để cũng nhận lên được từ quê gửi lên được mấy hôm rồi. Đấy. Thì hôm nay mình quyết định là sẽ ôn lại kỷ niệm xưa một chút. Nhớ về tuổi thơ, nhớ về những cái ngày mà thời buổi kinh tế còn khó khăn, còn vất vả ấy. Đó là cái món cũng đơn giản thôi, khoai tây luộc chấm đường. Thì do có một mình thôi nên là mình sẽ lựa chọn ra khoảng độ là 3 củ. Thì đối với khoai tây thì các bạn nên lựa chọn những cái củ khoai nó căng này, nó chắc này, đấy. Bóp nó cứng này, đấy, nó không quá là nó bị bở hay mềm. Nữa là sau khi thu hoạch tầm khoảng độ 5 đến 10 ngày thì các bạn nên sử dụng. Bên cạnh đó nữa là các bạn kiểm tra xem có những cái vết thâm nặng này hay là có bị mọc mộng trước không, thì những quả củ khoai đấy thì các bạn nên hạn chế ăn. Ngày xưa ấy mà có được những cái củ khoai như này này, đấy, bỏ vào luộc này, đấy, hay là bỏ vào những cái gồi gồi bếp rơm bếp củi đấy, đấy, luộc hoặc là nướng lên ăn, thì hoặc là Tết nhất mà luộc bánh chưng mà cho vào cùng với bếp than bếp củi nữa thì nó quá là tuyệt vời luôn, và không phải lúc nào cũng có đâu. Đó là một thức ăn nói thẳng luôn là thèm khát ấy, của những đứa trẻ đấy, đầu 8x cuối 9x như mình ấy. Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món này thì chắc chắn rồi, đó là khoai tây. Nhưng bên cạnh đó nếu mà có thêm một chút sữa tươi này và một quả chanh nữa nhé, thì món ăn của chúng ta nó sẽ hấp dẫn hơn. Khoai thì mình lựa chọn ưu tiên những cái củ nó có kích thước nó tương đồng nhau một chút, để khi mà mình luộc thì nó cũng chín đều hơn. Khoai của mình cũng sạch sẽ và rõ nguồn gốc, và mình luộc theo đúng theo cái kiểu ngày xưa ấy, đấy, là sẽ là luộc để nguyên vỏ và để nguyên cả củ luôn. Đầu tiên thì mình sẽ vệ sinh sạch cho những cái củ này, mình ngâm một lúc đấy, và mình cọ sạch những cái bẩn rêu bẩn đi, đất bẩn bám vào củ khoai. Bây giờ trẻ con này đấy, gọi như là những cái thế hệ đã từng cái trải qua một cái giai đoạn mà nó cũng vất vả khó khăn như mình ấy, thì cũng quên quên cái món ăn này, không phải ai cũng hay ăn tới đâu. Đa phần các hàng quán này, các quán xá giờ nếu mà mình thấy đi mua ấy, thì chủ yếu là bán khoai lang nhiều thôi, đấy, khoai lang mật các thứ rất là nhiều và nó rất là ngon đấy, hiếm người còn ăn cái món này. Nhưng mà thực tế là món này nó rất là ngon nhé, ăn nó bùi, đặc biệt là chấm với đường, phải nói là number one luôn ạ, món ăn tuổi thơ, đặc biệt là nếu mà ăn vào thời tiết mà mùa đông ấy, trước là còn phải ăn lúc nào mà nhà là đi mót được khoai đấy, bán còn những cái củ khoai để lại một ít ấy, thì lúc đấy là có thể là một là sang thì luộc ăn sáng, còn không thì có thể là luộc phải ăn thay những cái bữa cơm chính luôn đấy, chứ không có để mà ăn ăn vặt ăn dạo đâu. Còn đây là cái khoai sau khi mình đã rửa sạch này, thì giờ mình đã để khô cho ráo nước một lúc và sau đó mình sẽ đem đi luộc. Khoai sau khi rửa sạch sẽ và để khô thì mình sẽ cho vào xoong và nồi, và sau đó là cho nước vào, nước nguội thôi nhá. Nước thì các bạn không cần phải đổ ngập khoai đâu, mà các bạn chỉ cần đổ nó sấp sấp thôi, ngang ngang khoai là được rồi. Các bạn có thể dùng nồi áp suất thì đun nhanh hơn, còn không thì cũng dùng nồi thường là được. Tiếp đó là các bạn sẽ cho vào 1/3 thìa muối nhé. Xong rồi, do là cái xoong này của mình không tí tí phun nên là mình đã quyết định đổi sang một cái xoong nhỏ hơn một chút. Đấy. Thì mực nước nó vẫn tương tự như thế thôi. Mình sẽ để lấp sấp với quả với củ khoai. Sau đó mình sẽ đem đi luộc. Nếu mà có bếp củi hoặc là bếp rạ, bếp rơm để đun thì sẽ hoài niệm và thích hơn. Và nó có những thêm cái hương vị khói như của rạ này, của rơm này, của củi này, của than nữa này, thì ăn nó còn ngon hơn nữa cơ. Đấy. Thì các bạn cứ cho mực nhiệt độ nó là cao để cho nước nó sôi nhanh. Còn sau khi mà nước nó sôi nhanh thì các bạn sẽ hạ nhỏ đi. Tùy vào cái lượng củ khoai của các bạn luộc trong bao lâu, nhưng mà bình thường thì tôi khoảng tổng khoảng độ là 15 đến 20 phút. Còn nếu mà các bạn luộc nhiều ấy thì cứ những củ to thì các bạn sẽ cho ở dưới, còn củ nhỏ thì các bạn xếp ở trên.
Sau 3 phút thì nồi khoai của mình bắt đầu sôi nhá. Mình sẽ cho nhỏ lửa đi để cho nó sôi liu riu. Nên để cho độ sôi lửa nhỏ như này thì để cho nó chín đều cả từ trong ra ngoài, tránh trường hợp là chín ở bên ngoài nhưng lại sống ở bên trong. Được một nửa thời gian thì mình sẽ mở ra, mình lật qua một chút. Ngày xưa mà đang đi chơi mà nghe nói là chuẩn bị bà mẹ ở nhà mà luộc khoai thì là háo hức lắm. Trong thời gian mà chờ luộc khoai chín thì mình sẽ bỏ ra một ít đường nhé. Đường mình hay sử dụng là đường trắng thôi. Thời gian gần đây thì mình có tìm hiểu thêm nữa đấy, và mình cũng thử trước rồi, thì nếu mà trong quá trình mà nước sôi ấy, để cho khoai nó bớt thơm này và để cho nó thơm bùi hơn ấy, thì các bạn cho thêm vào nữa là phát thêm ít nước cốt chanh này đó, và một chút sữa tươi, có thể là một muỗng thôi, sữa tươi không đường nhé đó. Làm như này thì khoai nó sẽ có màu, nó đẹp hơn và nó ăn khi ăn nó bùi, nó thơm hơn. Đó, ngay khi cho vào thì các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, nước này nó sẽ có thêm một cái lớp một váng váng sữa màu trắng này. Đấy, và thêm nữa là ngửi mùi nó thơm lắm. Có một chút mùi chanh này, đấy, một chút của khoai này và một chút của sữa. Thơm cực kỳ luôn. Để cho khoai khi mà chín vớt ra thì dễ bóc vỏ. Các bạn lên cho vào nước đá để một là nó nguội nhanh, hai là nó tách vỏ ra và mình dễ bóc hơn. Khi có đá rồi thì mình sẽ cho vào một ít nước. Chờ vớt khoai ra thì mình sẽ thả vào. Để kiểm tra khoai đã chín hay chưa ấy, thì các bạn sẽ dùng cái đầu đũa này đấy, chọc nhẹ vào vị trí khoai này đấy, các bạn nhìn thấy này đấy. Khoai sau khi mình chọc này thấy nó bở ra này đấy, và nó dính vào cái đầu đũa ấy, đấy, có nghĩa là khoai nó đã chín rồi. Và các bạn có thể nhìn thấy là khi các bạn vắt chanh ấy, hoặc là cho một chút sữa ấy, đấy, thì sẽ nhìn thấy là nó ngả sang màu vàng, nhìn rất là đẹp mắt. Và để cho khoai khi ăn ấy nó được cứng, nó không quá bở ấy, thì các bạn nên trước khi mà khoai được rồi thì các bạn nên tắt bếp này. Sau đó các bạn sẽ gạn hết nước ở trong nồi khoai đi nhé. Gạn hết rồi, tiếp tục cho lên bếp đun với cái nồi khoai không có nước này trong khoảng độ 1 đến 2 phút. Đun lửa nhỏ nha, không là nó sẽ là cháy khét khoai. Để cho nó khô hẳn nước đi. Rồi, sau 1-2 phút thì sẽ tắt bếp. Và thành quả của mình đây, các bạn có thể nhìn thấy. Khoai nhìn rất căng này, vàng đẹp mắt. Giờ mình sẽ cho luôn vào thùng đá nhé. Rất là nóng luôn. Ngày xưa đến cái đoạn này là háo hức lắm rồi này. Đấy, ngâm trong nước đá một lúc. Đây mình sẽ bóc thử các bạn xem nhé. Đấy, vỏ khoai trượt ra rất là dễ khi mà nó đã chín. Rất là dễ luôn. Vỏ khoai vàng ươm và ngửi rất là thơm. Cái mùi thơm của khoai tây luộc này, nó khác hẳn với cái mùi của khoai lang luôn. Nếu mà các bạn nào mà ăn vào sẽ nhớ mãi luôn ạ. Này thì là các ông các bà của các bạn ấy, chắc chắn là dù ở đâu đi nữa thì cũng đã có từng những cái giai đoạn là mình ăn cái món này rồi đấy. Và chế biến nó cũng rất là dễ thôi đấy. Thì nếu mà khi có dịp ở nhà đấy thì các bạn có thể là chế biến cho phụ huynh hoặc là ông bà thưởng thức lại những cái món này. Thì mình thích là ăn khoai nó còn hơi cứng cứng một chút. Thì nếu mà người lớn tuổi hoặc là tùy khẩu vị ăn của mỗi người thì các bạn có thể là luộc nó kỹ hơn một chút nữa. Ngày xưa thì cứ thế là bỏ ra này, để cho nguội một lúc này và bóc thôi. Đấy, cái cảm giác mà đói thèm của trẻ con mà đứng lâu ngày mới được một bữa thôi, háo hức, nên là chỉ trực là ông bà hoặc là mẹ đấy mở vung ra phát là lao vào luôn, nóng đến mấy thì cũng phải lao vào để bóc luôn. Đồ này dùng làm để ăn sáng thì rất là tuyệt vời nhá. Và đây là thành quả của mình nhá, khoai vàng chín đều rất là đẹp này. Đấy, mình thử bóc ra các bạn xem này. Đấy, bảo chưa, cứ như này thôi. Sau đó là khoai còn đang nóng thì còn để chấm vào với đường. Ai không ăn thích ăn đường ăn ngọt đấy thì các bạn có thể là ăn chay bình thường thôi. Đấy, mình xin phép một chút đó, nó hơi vỡ nên mình sẽ ăn miếng lành trước. Đấy, chấm vào cực kỳ ngon luôn. Cái hương vị nó bùi này, nó ngậy này, và nó thơm, nó phảng phất một chút của hương vị sữa này, hương vị của chanh này, một chút đậm đậm của muối này, nó hòa quyện vào cái mùi của khoai ấy. Ăn nó nói chung nó hoài niệm lắm, nó nhớ về những cái ngày tháng mà ngày xưa cùng với gia đình anh chị em lắm. Nó hoàn toàn khác
với cái cảm giác, cái hương vị mà các bạn, mình xin phép vừa ăn vừa nói nhé, với cái hương vị mà các bạn ăn ăn khoai lang bây giờ lắm, khác hoàn toàn luôn ạ. Mình quá xúc động luôn, cũng phải hơn chục năm nay rồi thì mình mới ăn lại Một cái món món ăn ăn mà đầy đủ chất dinh dưỡng này, dễ làm này, phù hợp cho cả người lớn tuổi này và thậm chí các bé trẻ em đấy, ăn cũng lạ mồm mà ăn cũng rất là ngon đấy. Bên cạnh đó là đối với khoai tây này, sau khi luộc xong đấy, các bạn mà dùng không hết trong một lần ấy thì các bạn có thể bọc kín lại và cất vào ngăn mát của tủ lạnh và có thể để đến 3 hoặc 4 ngày tiếp theo vẫn được nhé, và mang ra sử dụng. Có thể là mình hâm lại một chút nữa ăn. Công thức món này thì không có gì đâu, chủ yếu mình làm là để hoài niệm và để gợi nhớ cho các bạn về một cái mảng ký ức, về một giai đoạn ký ức mà nó hơi vất vả, hơi khó khăn một chút, nhưng được cái nó tràn ngập tình yêu thương, tình cảm gia đình qua một cái món ăn hết sức đơn giản. Hy vọng chương trình sẽ đem đến cho các bạn những cái ký ức đẹp và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.